Chào buổi sáng anh chị và quý vị khán giả của Cà Phê Sáng. Thông tin thời tiết đáng chú ý ngày hôm nay đó chính là miền Bắc vẫn còn sương mù và lạnh vào buổi sáng, trưa chiều trời hửng nắng ấm. Trung Bộ thì vẫn còn mưa ẩm ở một vài nơi. Đáng chú ý nhất trong ngày hôm nay đó chính là Nam Bộ trời nắng mạnh, cùng với đó chỉ số UV tăng cao. Điển hình như tại thành phố Hồ Chí Minh, một trong những đô thị nóng nhất tại Nam Bộ, buổi sáng sớm ngày hôm nay thì trời quang mây và đã có nắng ấm. Nhiệt độ lúc này đang vào khoảng là 26 độ, khá là dễ chịu. Thế nhưng mà khoảng thời gian dịu mát vào buổi sáng này sẽ không kéo dài lâu, khi mà càng về trưa thì trời lại càng nắng mạnh, cùng với đó thì nhiệt độ cũng sẽ theo đà tăng nhanh. Dự báo trong khoảng 3 đến 4 tiếng nữa, nhiệt độ sẽ tăng nhanh 5 đến 6 độ. Nóng nhất sẽ là khoảng thời gian vào khoảng 13 giờ, lúc này nhiệt độ có thể chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ. Đây cũng là khoảng thời gian mà UV lên cao nhất trong ngày, có thể đạt tới mức 9 là mức rất cao ở trên thang cảnh báo, gây hại cho làn da và mắt của chúng ta. Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì mức UV an toàn được coi là ở mức 1 và mức 2, không cần tới các biện pháp bảo vệ. Thế nhưng mà từ mức 8 trở đi thì lại rất cần các biện pháp bảo vệ. Bởi vì ở mức này, da chúng ta tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời quá 25 phút thì có thể bị bỏng rát, còn mắt phơi nắng giảm thị lực và chảy nước mắt. Vậy nên là các chuyên gia khuyến cáo người dân bắt buộc phải sử dụng các biện pháp chống nắng và hạn chế tối đa việc ra ngoài vào giữa trưa. Hy vọng rằng những thông tin mà Minh Phương vừa mang tới sẽ giúp quý vị bắt đầu một ngày mới đầy an toàn và hiệu quả. Còn bây giờ như thường lệ, xin mời quý vị đến với những thông tin thời tiết tại các tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Thị xã Sapa hôm nay nhiều mây, đôi lúc có mưa nhỏ, 14 độ, trời rét. Hạ Long sáng nay trời vẫn nhiều mây, có sương mù, trưa và chiều mây mỏng hơn và hửng nắng, nhiệt độ tăng lên 24 độ. Hà Nội cũng còn sương ẩm trong buổi sáng nay, trưa chiều hửng nắng ấm, nhiệt độ cao nhất 24 độ. Đà Nẵng có mưa nhỏ ngắt quãng trong ngày, có mưa nên trời khá mát, nhiệt độ không quá 25 độ. Hội An cũng mưa ẩm trong ngày hôm nay, nhiệt độ buổi trưa là 25 độ. Đà Lạt thời tiết hôm nay có nắng cả ngày, dễ chịu với mức nhiệt buổi trưa chỉ 24 độ. Cà Mau hôm nay trời cũng nắng nhiều, nhiệt độ trưa chiều khoảng 32 độ.